Úi giời, với lại chỗ này, chỗ mà mình đang ở bắt này quá là dễ bắt luôn mọi người. Mồ mật thì căng đét luôn rồi. Gì là phê. Đó, chưa chi ông đã vậy bua rồi mọi người. Mình sẽ lấy lá khô đây nhá. Chờ ông trên đó nhé mọi người cùng đón xem nhé. Xem. Ui xa. Còn khá bự nha mọi người. Đó, còn ngay đó mọi người. Cũng tối rồi đó. Nhưng mà chưa leo được phía trên nhé mọi người. Đây này. Đó, quay qua phía bên trên mọi người ạ. Đó, vướng rồi. Nó chưa thèm bay mọi người ơi. Quá là tuyệt vời luôn. Cây ở bắt thì quá chi là sướng rồi, khỏi phải nói luôn. Đó. Ui xa. Bắt rất chi là dễ nhá mọi người. Wow, quá là tuyệt vời luôn mọi người ơi. Ông thì đụng là đến thôi mọi người ạ. Quá phê. Cho mọi người coi liệu rằng có mật không. Quá vướng mọi người ạ. Mình phải phát cho nó quăng đi mọi người. Đó. Sạch sẽ luôn. Wow. Quá đá luôn. Ổ mật này mọi người. Úi giời, với lại chỗ này, chỗ mà mình đang ở bắt này quá là dễ bắt luôn mọi người. Mồ mật thì căng đét luôn rồi. Đó. Cái cây này mọi người. Úi xà, mồ mật thì căng nhá. Ây, mật đó. Quá phê luôn. Quá là đá mọi người ạ. Quá là đẹp luôn. Đó. Ui, bầu mật này căng đét rồi mọi người, nhưng mà chưa biết lắp nhá. Quá phê. Nhìn đó, chưa chiêng nó vậy bua mà. Quá là tuyệt vời mọi người. Mật này chảy rồi. Chưa chi mật đã chảy rồi mọi người ơi. Đó. Quá là đá luôn mọi người ạ. Đó. Nhưng đây là mật đấy mọi người. Đây là nguyên cái ổ mật nó mọi người ạ. Mật thì rất chi là phê luôn à. Quá đá luôn mọi người. Ong bu đầy luôn á. Đó. Quá là tuyệt vời luôn. Ui giời. Vậy là đã xong mọi người. Quá là đẹp luôn. Xong nhé mọi người. Wow, quá là phê. Vậy là đã xong rồi. Tạm biệt mấy chú ong nhá, mình xuống thôi.